tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát khúc ca mẹ. Cảm ơn anh, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC 57.8. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show do Cao Minh Hưng phụ trách. Chương trình này được phát hình hàng tuần vào sáng thứ ba lúc 9:30, cũng như là buổi chiều chủ nhật lúc 3:30. Và thực hiện chương trình này, Cao Minh Hưng nhằm giới thiệu những chương trình sinh hoạt trong tất cả các lĩnh vực, từ âm nhạc đến văn học nghệ thuật, cũng như chúng tôi muốn tạo một nhịp cầu nối để quý vị khán giả ở nhà có thể biết thêm về những sinh hoạt của các văn nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, thì trong thời gian vừa qua hơn nhiều năm, Cao Minh Hưng có dịp giới thiệu rất là nhiều những văn nghệ sĩ đến với chương trình, giới thiệu những CD, những tác phẩm của họ. Thì cũng bạn bè cũng vui vui cũng hỏi là Cao Minh Hưng sao cũng biết nhạc mà không có dịp để trình diễn những cái tác phẩm của mình. Thì kính thưa quý vị, thì thật sự mà nói là trong cái vấn đề thời gian cũng như là không có nhiều thời gian, và rất là một cái dịp rất là tình cờ thì có một người bạn nghệ sĩ rất là nghệ sĩ và anh gặp Hưng, và anh có nhà ý là muốn tổ chức một cái chương trình nhạc với những tình ca, những bản nhạc tình ca của Cao Minh Hưng. Thì phải nói là một cái điều là rất là bất ngờ, và Cao Minh Hưng cũng rất là cảm động trước cái nghĩa cử, cái đề nghị của anh. Mình muốn một người nghệ sĩ sáng tác, muốn những cái đứa con tinh thần của mình được dịp để giới thiệu đến quý vị khán giả. Và người đã có nhà ý đưa cái chương trình đó, những dòng nhạc của Cao Minh Hưng đến quý vị khán giả không ai khác hơn chính là anh ca nhạc sĩ Andy Thanh. Anh cũng là giám đốc của Blue Ocean Music. Rất là mến chào anh và cảm ơn anh đã có mặt chương trình ngày hôm nay. Mời anh Andy Thanh gửi lời chào đến quý vị khán giả, thưa anh. Dạ, trước hết thì xin chào anh nhạc sĩ Cao Minh Hưng và xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của đài IPC. Đây là chắc là lần thứ hai Andy Thanh trở lại, với lần đầu là Andy Thanh nhớ rồi năm ngoái, hình như năm ngoái có dịp lên đây cũng trò chuyện với anh. Và năm nay cũng đúng, hình như là đúng một năm rồi đó chứ anh. Kính thưa quý vị, biết là anh Andy Thanh rất là bận rộn những cái show nhạc của anh, rồi Cao Minh biết là gần đây anh cũng có những cái chương trình hàng tuần ở vũ trường Blue, phải không anh? Có chương trình busy như vậy, làm sao mà anh có thể sắp xếp thời gian để hết những cái chương trình này đến chương trình khác anh Andy Thanh? Dạ thưa, đó cũng một điều mà Andy Thanh cũng xin thưa đến quý vị khán thính giả. Quý vị cũng đã biết là thấy Andy Thanh quảng cáo trên các flyer cũng như trên các đài TV cũng như trên internet rằng là mỗi chủ nhật thì Sunday Party Dancing của Blue Ocean Music với các anh chị em nghệ sĩ có tại Blue ngay tại khu Little Sài Gòn của mình, thưa quý vị. Thì ngoài cái chương trình mà Sunday Party Dancing thì hát với nghệ sĩ là cũng Andy Thanh cũng cho quý vị khán thính giả lên hát chung với nghệ sĩ, hoặc là lên hát nếu mà quý vị nào có tiếng hát hay cũng lên. Thì cũng tình cờ một lần nào thì em thưa quý vị, anh Cao Minh Hưng đây cũng là góp mặt với Blue Ocean Music lần đầu tiên, là một trong những nhạc phẩm mà Kẹo Hồng có đưa cho nữ ca sĩ Hồ Khánh Trương hát cho trung tâm. Rồi sau đó thì Andy Thanh cũng có nhà ý, thấy anh Cao Minh Hưng làm MC cũng được, thấy những chương trình khác cũng nhà ý mà anh Cao Minh Hưng làm cái chương trình MC cho cái DVD cũng sắp phát hành của Blue Ocean Music trong cái chương trình Lính, thưa quý vị. Và một thời gian anh em chúng tôi qua lại thì Andy Thanh mới biết rằng là sao mình không làm một cái đêm nhạc phẩm của nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Tình cờ trong một cái show khác cũng gặp lại anh Cao Minh Hưng nữa. Mặc dù là Andy Thanh và anh Cao Minh Hưng làm việc chung với nhau, thưa quý vị, mà biết rằng là như anh Cao Minh Hưng nói, Andy Thanh cũng busy, anh Cao Minh Hưng cũng có busy với những công việc của ảnh. Thì dù làm chung với những show mà thật sự bình thường ngày thường thì ít mà liên lạc với nhau. Tình cờ thì có nói anh Cao Minh Hưng là Andy Thanh làm mỗi chủ nhật, thì Andy Thanh cũng nghĩ đến là nhà ý làm cái đêm mà những tình khúc anh Cao Minh Hưng. Và khi mà làm cái tình khúc Cao Minh Hưng thì Andy Thanh phải nghe lại những cái bài rất là kỹ càng của nhạc sĩ Cao Minh Hưng, thưa quý vị. Thì Andy Thanh cũng rất là ngạc nhiên bởi vì nhạc của nhạc sĩ Cao Minh Hưng, những cái lời hát thì thường thường là phổ thơ của các thi sĩ, và trong những cái lời hát đó thì nó rất là chững chạc, nó có một cái nét gì nó hơi khác một chút xíu. Thì Andy Thanh cũng nghĩ rằng một cái đêm này sẽ là một cái đêm nó có một cái chút một góc nhìn khác của chương trình âm nhạc của Blue Ocean Music, thưa quý vị. Tình khúc Cao Minh Hưng, thứ nhất là giới thiệu những tác phẩm mới của nhạc sĩ Cao Minh Hưng, thứ hai
là một cái dòng nhạc mà Andy Thanh nghĩ rằng là nó có một cái chút nét gì mới mới, bởi vì những cái ca từ rất là mới và những cái melody nó cũng vừa mới mà nó cũng vừa âm hưởng những ngày xưa, thưa anh. Và mà cũng không ngờ mà khi Andy cầm những cái bài hát của anh, Andy thực sự đây là một cái chuyện mà Andy Thanh thường làm khi mà mỗi lần mà làm những CD hay DVD, là trước khi ca sĩ hát bài thì mình phải gửi bài cho ca sĩ nghe, thì thích thì ca sĩ hát, không thích thì em chỉ gửi bài qua cho các ca sĩ thì ca sĩ nghe, oh wow cũng được, ok em sẽ hát bài này, em sẽ hát bài kia. Thì đó là một điều mà phải nói rằng là thưa quý vị, em cũng chúc mừng anh, bởi vì rất là khó thưa quý vị, mỗi lần mà đưa ca sĩ hát bài mà bài nhất là bài mới nữa, ai cũng là từ chối. Thứ nhất là không phải từ chối là bài hay bài dễ, nhất là ai cũng sợ là hát bài mới là thứ nhất là khó, rất là khó thuộc, và thứ hai nhiều lúc cái melody mà không quen thì rất là khó, thưa anh. Rất là cảm ơn những lời giới thiệu rất là đầy những cái lời khích lệ của ca sĩ Andy Thanh. Thì thưa quý vị, cái điều mà Hưng rất là mến của Andy Thanh, một cái người nghệ sĩ có thể nói là có trái tim dành cho những người bạn nghệ sĩ của mình. Một cái câu nói Hưng nhớ anh nói là những có mới có cũ, phải không anh? Chúng ta có những cái dòng nhạc mới, những cái dòng nhạc tiếp nối với những cái dòng nhạc cũ. Thì để một cái câu hỏi mà cảm ơn Hưng đặt ra cho anh, những cái dòng nhạc mới như vậy, khi mà như những lời chia sẻ của anh, ca sĩ khi mà họ học những ca từ mới, những cái melody mới rất là khó, khó hơn những cái dòng nhạc mà chúng ta cứ nghe đi nghe lại nhiều lần như vậy, phải không tên? Cái vấn đề âm nhạc ở hải ngoại chúng ta có thể nói là cái môi trường ca sĩ, nhạc sĩ cũng rất là nhiều, nhưng mà không có môi trường để họ phổ biến những cái nhạc phẩm của mình. Thì những trung tâm như của Andy Thanh làm những cái việc như vậy rất là đáng quý, mà nghĩ là những cái nhạc sĩ mới về rất là appreciate những cái việc làm của anh. Thì trước khi chúng ta gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, để thì Andy Thanh chắc là mình sẽ giới thiệu một cái nhạc phẩm nào đó để chúng ta nhận một món quà quý vị đang theo dõi chương trình, đúng không? Dạ, thưa, trước khi mình giới thiệu, cũng để tiếp nối lại với anh Cao Minh Hưng, thì mình sẽ nói chút xíu là cái đêm tình khúc Cao Minh Hưng vào ngày Chủ nhật vào tháng 12, 7 tây thưa quý vị, tại Blue vào lúc 8 giờ tối thưa quý vị. Và cũng để tiếp lời với lại nhạc sĩ Cao Minh, thưa quý vị, giống như là Andy Thanh nói gửi bài đến tất cả các ca sĩ, thì thực sự thưa quý vị, khi mà những bài hát, dù bài hát cũ hay bài hát mới nào mà được rất nhiều người hát, mà phải có những ca sĩ professional hát thì những bài hát đó mới dễ đi vào lòng người hơn. Là tại sao thưa quý vị? Bởi vì khi một người ca sĩ professional hát thì cái cách luyến lái của họ, cái cách feeling và cái cách trình diễn của họ trên sân khấu thì nó sẽ đưa những bài hát đó gần gũi đến quý vị hơn. Thưa quý vị, bởi vì chính vì thế mà Andy Thanh nói phải có một cái chương trình như vậy giới thiệu đến quý vị. Bây giờ mình khoan nói về cái phần hay hay dở, nhưng mà trước hết là lúc nào cũng phải khuyến khích những tác phẩm mới, nhất là ở hải ngoại này, thưa quý vị. Xin quý vị hãy khuyến khích cũng như đến đây ủng hộ cho nhạc sĩ Cao Minh Hưng, thưa quý vị, trước nhất. Và bên cạnh đó là đến chung vui với các anh chị em nghệ sĩ của Blue Ocean Music. Và bây giờ mình mời quý vị khán giả mà hát bài, nghe một bài hát, phải không anh? Chúng ta sẽ gửi quý vị nhạc phẩm Kẹo Hồng, một sáng tác mà Cao Hưng phổ nhạc của thi sĩ Eric Dean. Và chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại, sau đó thì cảm ơn trở lại quý vị với phần tâm tình của ca nhạc sĩ Andy Thanh. Na 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 na. Ngày nào ta quen nhau, em trước anh theo sau, cơn mưa đầu vội vã quấn quýt bước chân mau. Rồi ngày ta thân nhau, chỉ có lòng xôn xao, mình âm thầm không nói, bước đều không đi mau. Đường về không xa xôi, những lần ta chung đôi, anh nhìn em đầm thắm, nắng vàng cười tinh khôi. Thôi viên kẹo hồng thơm thơm, sông quê chào mừng mùa hát, chia nhau kẹo hồng đón thu. Đường về xưa sao quá ngăn, chưa tan kẹo mềm mới chia. Tình ơi không xa cách nhé, mong rằng kẹo ngọt chưa tan. Kẹo hồng ngày xưa đâu, năm đó mẹ cho anh, anh chia phần em nữa, có biết tình mãi xanh. Thèm viên
bên kẹo chia đôi, chân bối rối bên nhau, nên sông Hiền mưa đổ hay Sài Gòn nắng lên. Đường về sương răng răng, đại dương âm thầm gọi, con sông thời thơ ấu nhớ mưa mùa năm xưa. Ngày nào ta quen nhau, em trước anh theo sau, cơn mưa đầu vội vã quấn quýt bước chân mau. Rồi ngày ta thân nhau, chỉ có lòng xôn xao, mình âm thầm không nói, bước đều không đi mau. Đường về không xa xôi, những lần ta chung đôi, anh nhìn em đằm thắm, nắng vàng cười tinh khôi. Ôi viên kẹo hồng thơm thơm, sông quê chào mừng mùa hạn, chia nhau kẹo hồng đón thu. Đường về xưa sao quá ngắn, chưa tan kẹo mềm mới chia. Tình ơi không xa cách nhé, mong rằng kẹo ngon chưa tan. Kẹo hồng ngày xưa đâu, năm đó mẹ cho anh, anh chia phần em nữa, có biết tình mãi xanh. Thèm viên kẹo chia đôi, chân bối rối bên nhau, bên sông Hiền mưa đổ hay Sài Gòn nắng lên. Đường về sương răng răng, đại dương âm thầm gọi, con sông thời thơ ấu nhớ mưa mùa năm xưa. Đường về sương răng răng, đại dương âm thầm gọi, con sông thời thơ ấu nhớ mưa mùa năm xưa. Na 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 na, na 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 na. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thì trong chương trình ngày hôm nay, như phần đầu Cao Minh có thưa là chúng tôi cũng rất là hân hạnh được có sự có mặt của ca nhạc sĩ Andy Thanh có mặt ngày hôm nay từ trung tâm Blue Ocean Music để giới thiệu chương trình về cái ngày 7 tháng 12 sắp tới đây, với những bản nhạc tình khúc của Cao Minh Hưng mà anh Andy Thanh đã có nhảy thực hiện. Thì mời Andy Thanh, trong cái vai trò là người thực hiện chương trình này, anh có thể giới thiệu thêm về cái đêm nhạc để quý vị khán giả có thể đến để chúng ta cùng nhau chung vui trong ngày đó, thưa anh. Thưa anh Cao Minh Hưng, thật sự thưa quý vị coi những cái chương trình talk show của anh Cao Minh Hưng là phỏng vấn nghệ sĩ. Thực ra đáng lý là cái chương trình này là Andy Thanh suốt là người phỏng vấn ca nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Đúng hơn, bởi vì mình làm cái chương trình tình khúc Cao Minh Hưng thì Andy Thanh phải là người anh cứ tự nhiên bữa nay Andy Thanh có thể làm mình đổi cái vai trò, anh có thể hỏi hơn bất cứ câu hỏi nào. Thưa quý vị, để trước hết thì tâm sự đến quý vị thì em Thanh xin giới thiệu, xin nói sơ quý vị rằng là sau khi mình những cái bài hát mà của nhạc sĩ Cao Minh Hưng thì Andy Thanh đưa một số ca anh chị em nghệ sĩ, thì bởi vì khi mà Andy Thanh chọn nhạc đó thì là nghe cái nhạc melody đó, thì thường thường Andy mường tượng đến cái người ca sĩ này sẽ hợp với bài này, cái người ca sĩ kia sẽ hợp với bài này, chẳng hạn như vậy. Thì cũng không ngờ thì Andy Thanh, một trong những ca sĩ mà đã góp mặt trong Blue Ocean Music, mà chị sau này Andy Thanh thấy chị thường thường hồi xưa đó là chị hay hát nhạc Mỹ hay là nhạc kích động quậy lắm, nhưng mà sau này khi mà chị ra những cái CD mà hát về nhạc tình, thấy chị hát rất là day dứt và nức nở. Cho nên Andy Thanh khi nghe cái nhạc phẩm của cái nhạc sĩ Cao Minh Hưng và đưa cho nữ ca sĩ Lilian, thì không ngờ chị ok liền, chị nói wow, chị thích bài này, chị hát, thì trong đó chị sẽ chọn hai bài của anh Cao Minh Hưng. Thì em nghĩ đó là một điều, là cũng là một cái điều là anh thành công về cái cách viết nhạc của anh rồi. Và bên cạnh đó thì nữ ca sĩ Bảo Ngọc thì cũng nghe hai ba bài thì cũng thích một bài, thì Hồ Khánh Trân quý vị cũng nghe thì đã hát rồi, sẽ hát một bài. Bên cạnh đó thì Andy Thanh cũng sẽ trình diễn một bài, và ca sĩ Leon Vũ và một ca sĩ mới là Lia Thanh Nga đã trình diễn một bài. Bởi vì chương trình gấp gút quá cho nên đáng lẽ Andy Thanh có thể mời thêm một số ca sĩ nữa để mà có thể giúp anh nhạc sĩ Cao Minh Hưng hát những cái bài hát của anh, nhưng mà thời gian vẫn mình không còn cho phép. Hy vọng lần sau nữa thì sau khi cuốn CD này anh thực hiện thì sẽ có nhiều ca sĩ ủng hộ và muốn hát anh. Bởi vì thưa anh, cái điều mà
một trong những điều mà cái chance mà để cho ca sĩ hát nhạc mới là nó rất là quan trọng, là nếu mà giống như là người ta nói mà như là một cái đánh bài vậy đó, hơn là thắng. Nếu mà một người ca sĩ mà hát cái bài mới mà họ được nhiều cái vị khán giả thích đó, thì đó cũng là một điều hãnh diện cho một một người ca sĩ nữa. Bởi vì ai cũng muốn rằng là ô mình là người đưa cái bài hát nó lên đó, cái đó điều đó là quan trọng. Nhưng mà bên cạnh đó thì làm việc với ca ca sĩ thì em cũng nghe, thì theo cái kinh nghiệm của em thì em nghĩ bài hát này nên phối như thế nào, bài hát này nên phối như thế nào. Thì thưa quý vị, hay không hay cũng nhờ sự ủng hộ của quý vị đến đây, và quý vị muốn biết chương trình những bài hát như thế nào thì quý vị cũng nên đến Blue, thưa quý vị, vào tối Chủ nhật 7 tháng 12, giống như những ca sĩ hồi nãy anh Thanh vừa giới thiệu, đó là Lilian, Bảo Ngọc, Hồ Khánh Trưng, Leon Vũ, Lina Thanh Nga, thưa quý vị, và Eddie Thanh, và đặc biệt là một người MC rất là duyên dáng và giọng nói rất là hay, và đó là MC Thúy Anh điều khiển cái chương trình này, thưa quý vị. Thực sự thưa anh Cam Minh Hưng, đối với anh nghĩ rằng là em cũng không biết là thực sự là anh viết bao lâu, mà em không biết là cái cơ duyên nào anh đến anh viết nhạc vậy, mà em thấy hình như là anh viết rất là nhiều thi sĩ, chắc là bạn bè của anh là thi sĩ nhiều hả anh? Thì đúng rồi anh. Thì kính thưa quý vị, thì Cao Minh Hưng cũng có một vài lần cũng thưa quý vị trước đây, thì Cao Minh Hưng thật ra xuất thân là viết văn, viết thơ, làm thơ cũng khá lâu, thì cũng bé lần thưa anh. Thì mình cũng bắt đầu học nhạc ở Việt Nam, mình cũng có học nhạc, rồi qua bên đây sau khi mà mình tốt nghiệp nha khoa xong thì bắt đầu có thời gian nhiều rõ hơn, thì Hưng trở lại trường lại lấy những lớp nhạc. Thì cũng có riêng mình nói, ủa sao mình chơi nhạc người ta sao mình không lấy những bài thơ mà mình đã viết trước đây, mình phổ những bài thơ của mình, rồi cái việc này nó tiếp theo việc khác, rồi bạn bè thấy những bài thơ mà Hưng tự phổ nhạc cho mình cũng thích dòng nhạc của mình. Lúc đó bạn bè trong cái giới gọi là văn thi sĩ đó, họ bắt đầu đưa những cái bài thơ của họ và nhờ Cao Minh Hưng phổ thơ, phổ nhạc giùm. Wow. Thì thành ra rằng có một cái trước đây thì Cao Minh Hưng cũng ra một cái CD gọi là Vần Thơ Qua Nước Nhạc, tức là những cái CD đó là toàn những bản nhạc, những bài thơ của những người bạn, rồi mình phổ nhạc cho những người đó. Thưa anh, thì nói chắc là anh đi thanh xuất thân từ gọi là quốc gia âm nhạc trước đây, thì cũng biết là khi mà mình phổ thơ mình cũng phải lựa chọn những cái nhạc phẩm nào mà mình cảm thấy nó hay, nó cảm thấy một cái ý nghĩa gì trong đó thì mình mới phổ nhạc. Thì đó là một cái đó là cơ duyên của anh. Làm thì chắc cái đó cũng là 5-6 năm với đây anh. Wow, thì cũng vậy là anh cũng thực sự là những thưa anh, thực sự đối với em thì cái cơ duyên của một người mà nhạc sĩ mà đi đến với trung tâm mà nó cũng là tình cờ mà cũng khó đối với em. Thực sự rất là nhiều người anh. Khi mà em làm trung tâm thì em mới biết là rất là nhiều người viết nhạc cũng hay mà phổ nhạc cũng hay nữa. Nhưng mà giống như em nói anh đó, cái chuyện mà nhạc sĩ đưa đến cho tụi em xài và cái ca sĩ sẽ hát bài hát đó không là chuyện của ca sĩ, bởi vì mình không thể nào mình ép một ca sĩ hát được một bài hát mà khi họ không có cái feelings, và khi họ không feeling lại họ không dẫn dắt được đến cái bài hát đó. Và nhất là trong cái thời buổi này thì cũng cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ Blue Music cũng có nhà ý giúp cho nhạc sĩ Cao Minh Hưng hát cái chương trình này. Thực sự đó là em nghĩ rằng là một cái tấm lòng yêu quý của những nghệ sĩ đã hợp tác với Blue Music thời gian lâu, cũng muốn ủng hộ cho nhạc sĩ Cao Minh Hưng để có một cái thực hiện được một cái chương trình, một cái chương trình ca nhạc tình khúc Cao Minh Hưng mà bây giờ phải nói đi lên một cái level là more professional a little bit. Tức là anh phải không, khi mà một người ca sĩ mà professional trình diễn thì nó sẽ khác hơn những ca sĩ khác. Và khi mà trung tâm mà đã theo cái kinh nghiệm của tụi em phối hòa âm thì nó cũng sẽ khác hơn, và cái cách trình diễn nó sẽ khác hơn. Thì mong rằng quý vị đến để nghe những ca khúc, phải nói rằng là khi mà Eddie Thanh nghe những tình khúc của nhạc sĩ Cao Minh Hưng, giống như Eddie Thanh cũng tâm sự với anh rằng là những cái ca từ, những cái lời của anh nó rất là chững chạc, cho nên cần những người phải có trải cuộc đời, trải cuộc sống thì mới diễn đạt được những cái lời hát đó nó có thể tha thiết hơn cho quý vị nghe. Thì mong rằng đây là một cái sắc thái khác của trung tâm Blue Sinh riêng,
và một cái sắc khái của nhạc sĩ Cao Minh Hưng thưa quý vị. Được biết là như là cái chương trình ngày đó mình có vé mình cũng bán gần sold out ra anh. Dạ. Thì anh có quý vị khán giả muốn đến ủng hộ thì liên lạc với địa chỉ điện thoại ở đâu anh? Thưa quý vị cũng biết là quý vị hay đến Tú Quỳnh mua vé của chương trình thì có vé của Tú Quỳnh. Và cũng được biết rằng là chương trình này sẽ được thâu lại và cũng sẽ phát hình trên trên hệ thống YouTube ở là youtube.com/onlineblueoceanmusic. Thưa anh, thì anh Hưng em nghĩ rằng là trong những cái chương trình mà từ hồi xưa giờ anh làm đó, anh có bao giờ anh cảm giác rằng là những nhạc phẩm của mình mà được nhiều người ca sĩ hát như vậy thì anh có cảm giác rằng là anh thích viết nhạc hơn hay là anh muốn viết những cái bài hát của anh là nó đi theo cái hướng nào không? Theo thường thường á, một đối với em á, khi mà em viết nhạc á thì lúc mà em viết á thì có những cái, tại sao em hỏi là như vậy, tại vì bởi vì những lúc em viết nhạc đó thì ngày xưa thì lúc mới viết á thì mình thần tượng ai thì mình có cái lối suy nghĩ, mình viết theo cái dạng cái e, nói nôm na cho khán giả giả nghe là cái e, thì cái loại dạng e đó thì để cho mình dễ vẽ viết, hoặc là đôi khi mình thần tượng một ca sĩ nào đó thì mình có thể mình viết, mình nghĩ ra cái giọng hát đó để mình viết theo cái giọng hát đó. Thì riêng chính anh thì em thấy anh viết cái sắc thái rất là nhiều sắc thái, thì cái điều gì thúc đẩy để mà anh ngoại anh viết lên cái những giọng nhạc đó anh? Tôi nghĩ phần lớn là thứ vì là cái cảm xúc thôi. Xúc đến cái thời điểm này thì Hưng cũng giống như anh nói, như là chia sẻ có một số nhạc sĩ họ viết những bản nhạc và họ nghĩ tới ca sĩ nào sẽ trình bày cái nhạc phẩm của họ. Thì kính thưa quý vị, thì thật ra viết nhạc cũng là một cái hobby, một cái niềm vui của Minh Hưng. Thì khi cái cảm xúc nó đến thì mình đọc một bài thơ hay là những ý tưởng nào đó, một cái melody tên là chợt nảy ra trong đầu thì mình viết thôi. Thì đến thời điểm này Cao Minh nghĩ như vậy thì cũng rất là muốn đóng góp một cái gì đó, những cái hobby của mình cũng đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam, thì đó là một cái ước mơ của một cái người sáng tác. Thưa anh, thì một lần nữa thì phải nói là rất là cảm ơn như là những lời chia sẻ của ca nhạc sĩ Andy Thanh. Cái cơ duyên nó đến, có những bản nhạc phải nói là cũng rất là hay, nhưng mà không có cái cơ duyên thì không bao giờ đến được với quý vị bên những khán giả. Cái cơ duyên nó quan trọng lắm thưa anh, bởi vì nhiều đôi khi em nói thật với anh, nhiều lúc có những người ca sĩ nhạc sĩ em biết cách đây 15 năm, nhưng mà nhiều lúc cái cơ duyên tụi em không bao giờ làm việc với nhau. Bởi vì chưa chắc là nghệ sĩ là quen biết nhau với nhau, mình có cái dịp làm chung với nhau. Tất cả cũng vì cái cơ duyên. Thì cũng lần đầu tiên mà nhạc sĩ Cao Minh Hưng đến với Blue Ocean Music với nhạc phẩm Kẹo Hồng, thì mong rằng là những cái món kẹo đó nó sẽ hồng hào mãi mãi, và cũng sẽ lúc nào Blue Ocean Music cũng sẽ cố gắng hợp tác với nhạc sĩ Cao Minh Hưng để giới thiệu, cũng như là em tuy rằng là em biết em còn thực sự là đối với em tuổi đời em trẻ hơn anh, nhưng mà cái nghề nghiệp của em thì em nghĩ rằng là của em nó đi con đường của em nó dài hơn. Thì em cũng có đã tâm sự với anh rồi, em sẽ cố gắng làm sao và những bài hát của anh thì nó khi mà trình bày với trung tâm để giới thiệu đến quý vị khán giả thì nó sẽ là một cái dạng more professional hơn, thì nó sẽ đi gần gũi và nó có thể trải rộng hơn đến tất cả quý vị khán giả. Nữa thì cảm ơn anh Thanh rất nhiều, rất tiếc là chúng ta hết giờ trong chương trình ngày hôm nay. Thì cảm ơn anh Thanh, cũng như là chúc anh Thanh rất là nhiều sức khỏe để tiếp tục theo đuổi cái những cái gì em đang làm rất có ý nghĩa đến nhà âm nhạc Việt Nam, cũng như là Blue Ocean Music luôn luôn phát triển. Đến đây thì chúng ta tạm chia tay ở đây, thì mời anh Đi Thanh gửi lời chào đến quý vị khán giả. Thì trước khi lời chia tay thì thưa quý vị, thực sự ra giống như anh Thanh lúc đầu nói rằng là đứng lẽ là anh Cao Minh Hưng lên đây là phỏng vấn Andy Thanh, nhưng mà Andy Thanh nghĩ rằng là nhiệm vụ của Andy Thanh nên giới thiệu quý vị và cũng như là giới thiệu sơ sơ về nhạc sĩ Cao Minh Hưng thưa quý vị. Một người nghệ sĩ mà đi giới thiệu một người nghệ sĩ khác mà đã làm cho mình mà mình nói nhiều quá thì Andy Thanh không dám, để bởi vì nó sẽ trở thành một cái sự quảng cáo thưa quý vị. Nhưng mà những gì mà Andy Thanh hồi nãy vừa trình bày thì mong rằng Andy Thanh nói về với một cái tư cách về nghề nghiệp, thì Andy Thanh nghĩ rằng nhạc sĩ Cao Minh Hưng sẽ có những sáng tác sẽ đem đến cho quý vị, cống hiến cho quý vị at least 1 hay 2 bài mà quý vị sẽ cảm thấy công nhận rằng nhạc sĩ Cao Minh Hưng này là một người trong những người có tài thưa quý vị. Và cảm ơn sự theo dõi quý vị và mong rằng quý vị đến với nhạc sĩ Cao Minh Hưng tại Blue Night Club vào Sunday December 7, tức là tháng 12, 7 Tây vào ngày Chủ Nhật. Thì sẽ coi các ca sĩ trình diễn những nhạc phẩm của nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gọi cho Cao Minh Hưng ở số 714-403-9315. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị.
tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi.